trời đất ơi. Chị có sao không? Đợi gì vậy? Dạ cái gì mà mắt mũi để đâu vậy không biết. Dạ em xin lỗi chị nha. Chậm. Phải chậm không? Ủa Tuấn hả? Ừ, tôi là Tuấn nè. Sao nay nhìn lạ vậy nè? Thì cũng gần qua hàng ba rồi mà. Tôi quên, mày mấy năm rồi chứ bộ. Chậm có sao không? Chân có chậm có sao không? Hình như là bị giật chân hay sao á. Da nhức không nổi luôn. Hay là giờ tôi chở chậm ra ngoài trạm xá đi khám thử nha. Ra trạm xá nhưng mà còn cái xe của tôi làm sao? Chị chậm, chị chậm, chị chậm. Dạ, 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 chị chậm. Gì vậy, gì vậy, dạ, ai da, ai da. Chị bị té xe hả? Ừ, mới bị té xe nè. Ông này đụng chị không? Đem, đem. Ông đụng chị chậm hả? Hả? Bộ con mắt ông để trên chân mày hay gì vậy? Hả? Chạy xe không nhìn trước nhìn sau đụng con gái nhà người ta. Nói tôi biết nè, ông phải ở đây, ông chịu trách nhiệm, ông đền bù thiệt hại cho chị chậm, không có được đi đâu hết á. Cậu bình tĩnh lại đi, tôi đâu có tính chạy đâu đâu. Thì đúng rồi, ông đụng dậm rồi ông phải chở chứ. Thôi Tuấn đâu có trốn tránh trách nhiệm gì đâu. Tuấn còn tính đưa chị ra trạm xá kìa. Sao mới đụng xe chút xíu mà bộ thân lắm, sao biết tên nhau nữa? Không phải, Tuấn là bạn học cũ của chị. Bạn học à? Ừ. Cái gì mày? Chậm nè, hay là sẵn có cậu này mình nhờ đem xe về, rồi tôi chở chậm ra ngoài trạm xá nha. Ờ đúng rồi, không mấy em chịu khó, em đem xe chị về nhà giùm, rồi nói với má chị là chị không sao hết, má con má chị lo nha không? Dạ, chị yên tâm đi.